Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Ngân hàng Thế giới cho Hoàng Anh Gia Lai vay tiền mờ ám. Thị trường lao động Mỹ giảm sút, chỉ có thêm 126.000 việc trong tháng 3. Nhân viên Vietjet bị phạt 5 triệu đồng vì thái độ đối với người khuyết tật. Sau đây là phần tin chi tiết. Một số tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO, vừa lên tiếng chỉ trích IFC, tức International Finance Corporation, của Ngân hàng Thế giới, gọi tắt là World Bank, cho Hoàng Anh Gia Lai, một tập đoàn của Việt Nam, vay những khoản tiền mờ ám. World Bank thành lập IFC nhằm hỗ trợ tài chính để thực hiện những dự án nhằm chấm dứt sự nghèo khổ, cùng cực và hỗ trợ xây dựng sự thịnh vượng. Tuy nhiên, theo các NGO tham gia soạn thảo báo cáo có tên Những nỗi đau của người khác, trên thực tế, khi cho vay thì IFC đã không thẩm định kỹ càng các dự án xin vay tiền. Cũng vì vậy mà IFC đã trở thành nơi cung cấp tiền cho nhiều dự án xâm hại nghiêm trọng nhân quyền như cưỡng bức di cư, tước đoạt đất đai của dân chúng trong phạm vi tác động của dự án, tước đoạt sinh kế, tạo ra xung đột dẫn đến chết người tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Cambodia, Lào, Honduras, Guatemala, Ấn Độ. Các NGO thực hiện báo cáo Những nỗi đau của người khác đã chọn tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai như một bằng chứng để minh họa cho tố cáo của họ. Tập đoàn tư nhân này của Việt Nam đã dùng Dragon Capital Group làm trung gian, vay của IFC 27 triệu Mỹ Kim để thâu tóm đất đai của nông dân tại tỉnh Ratanakere ở Cambodia, và dự án của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã làm cho nguồn nước tại đó bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sau khi tiến hành điều tra về các đồn điền của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tập đoàn cao su Việt Nam tại Cambodia và Lào, hồi tháng 5 năm 2013, thì Global Witness đã công bố báo cáo mang tên Những ông trùm cao su, tố cáo hai tập đoàn, một của tư nhân và một của chính quyền Việt Nam, đã gây ra những thiệt hại đáng kể về môi trường như phá rừng và xã hội như cướp đất đai của nông dân ở Cambodia và Lào. Sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ đã ảnh hưởng tới thị trường lao động qua việc giới chủ nhân chỉ tạo thêm được 126.000 việc làm trong tháng 3, con số ít nhất từ tháng 12 năm 2013, chấm dứt chuỗi gia tăng hơn 200.000 mỗi tháng trong 12 tháng qua. Mức thất nghiệp ở Mỹ vẫn giữ nguyên là 5.5% theo báo cáo của Bộ Lao động công bố ở Washington vào sáng ngày thứ Sáu. Giới chủ nhân ở Mỹ này có vẻ lo ngại về tình hình kinh tế, đặc biệt là việc giá trị đồng đô la tăng cao khiến cho mức xuất cảng bị chậm lại. Số nhà bán trồi sụt và giá nhiên liệu rẻ chưa thúc đẩy được người tiêu dùng chi nhiều tiền hơn. Các kinh tế gia từng đưa ra nhận định rằng mức độ thu nhận thêm nhân viên trong các tháng qua đã mạnh hơn các chỉ số khác về nền kinh tế, cho thấy việc chậm lại của thị trường lao động là một điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng có một số chuyên gia khác nói rằng con số của tháng qua xuống thấp chỉ vì các tháng trước đã thu nhận quá nhiều người mới. Ngoài mức phạt 5 triệu đồng đối với hai nhân viên vì thái độ từ chối phục vụ người khuyết tật, đại diện của hãng hàng không được yêu cầu phải xin lỗi hành khách. Theo cảng vụ hàng không miền Trung, thì hai nhân viên của Vietjet Air là Lê Vũ Nhiệm và Lê Nguyễn Minh Tuyết đã vi phạm thông tư quy định chất lượng dịch vụ hành khách khi từ chối làm thủ tục cho người khuyết tật. Hai nhân viên này cũng bị khép vào lỗi vi phạm quy định của hãng Vietjet về chính sách phục vụ hành khách cần hỗ trợ xe lăn, cụ thể là chưa căn cứ vào hành khách và tình hình thực tế tại sân bay mà đã từ chối vận chuyển. Cục Hàng không đồng thời yêu cầu Vietjet Airlines công khai xin lỗi hành khách Nguyễn Thị Vân và xử lý nghiêm với trưởng và phó đại diện của hãng tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Vào hôm 1 tháng 4, thì hành khách Nguyễn Thị Vân bị liệt hai chân đã đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Một ngày sau đó, thì chỉ làm thủ tục để bay chuyến Vietjet 516 từ Đà Nẵng về Hà Nội thì bị chối phục vụ với lý do là không thể tự di chuyển được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên Người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất.
Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714.